chào quý vị, chiều nay ngày 15 tháng 4 tại thành phố Thủ Đức đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai doanh nghiệp đứng đầu quân đội là Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, với các nội dung phát triển hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các dịch vụ khác. Tập đoàn Viettel và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là hai trong 7 doanh nghiệp nhà nước được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất để nghiên cứu thí điểm tham gia đề án phát triển nhà nước quy mô lớn, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế khác. Trong đó, tập đoàn Viettel là tập đoàn công nghệ hàng đầu đất nước, hoạt động đa ngành trên quy mô toàn cầu. Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Viettel và Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã nhấn mạnh vai trò hợp tác toàn diện và tăng cường thế mạnh của hai bên trên các lĩnh vực kinh doanh, hướng tới mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài. Hai bên tiến hành hợp tác trên 3 lĩnh vực chính như lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ logistics và các lĩnh vực hợp tác khác. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Viettel sẽ đánh giá kiến trúc các ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại, tư vấn xây dựng kiến trúc tổng thể, lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin cho Tân cảng Sài Gòn đến năm 2025, phương pháp thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp, phương pháp xây dựng hệ thống an toàn thông tin. Các bên sẽ cùng nghiên cứu và triển khai xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dùng cho đối tác, khách hàng của Tân cảng Sài Gòn, ứng dụng nội bộ kết nối các hệ thống phần mềm, dịch vụ cho cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Hệ thống báo cáo điều hành kinh doanh thông minh BI và kho dữ liệu tập trung, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng ứng dụng hệ thống cộng đồng cảng, Port Community System, mô hình một cửa quốc gia trong lĩnh vực hàng hóa cảng biển. Trong lĩnh vực logistics, thống nhất đẩy mạnh việc sử dụng chéo dịch vụ giữa Sài Gòn Newport Logistics và Viettel Port và các đơn vị thành viên, cùng nghiên cứu đầu tư mở rộng và khai thác các cơ sở tại các vùng trọng điểm như Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, để mạnh hợp tác phát triển các dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế, các dự án tận dụng được năng lực và cơ sở của cả hai bên, đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng và mở rộng các mô hình kho thông minh, các trung tâm logistics tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Các lĩnh vực hợp tác khác sẽ cùng chia sẻ thông tin phối hợp tìm kiếm các dự án tiềm năng để cùng hợp tác đầu tư khai thác các trung tâm logistics, ICDS, kho bãi, đáp ứng nhu cầu phát triển và phát huy thế mạnh, chú trọng các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển thương mại điện tử. Sự kiện kết hợp toàn diện giữa Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn với Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ giúp cho Tân cảng Sài Gòn tiếp tục phát huy được thế mạnh của nhà khai thác cảng biển, cung cấp dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn Viễn thông Quân đội sẽ phát huy hết lợi thế trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, góp phần đưa kinh tế xã hội của đất nước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.